Tây Ban Nha, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu giao hữu sau đây 4 ngày, vừa gây ra một vụ việc đáng tiếc khi 4 cầu thủ nhảy điệu Haka truyền thống của New Zealand. Nhưng hành động này bị coi là giễu cợt bản sắc của nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023. Trong buổi tập gần nhất, 4 thành viên tuyển nữ Tây Ban Nha đã dàn hàng ngang và hét "Ca mết", khẩu hiệu của những người thực hiện điệu nhảy Haka. Đi kèm với câu hét đầy uy lực này phải là ánh mắt giận dữ, những động tác rắn giỏi, hùng hồn để truyền đạt thông điệp đúng như ý nghĩa của Haka, đe dọa, chấn áp sức tấn công của kẻ thù. Nhưng đây là điều mà các thành viên tuyển nữ Tây Ban Nha không làm được. Thay vào đó, họ thể hiện điệu bộ cười cợt, động tác đùa giỡn. Và những hành động này đã bị chỉ trích. Video hồi 4 tuyển thủ đã được đăng lên tài khoản chính thức của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, nhưng sau đó bị xóa đi nhanh chóng. Dù vậy, nhiều người hâm mộ đã lấy lại video và bày tỏ sự phẫn nộ. Hầu hết đều cho rằng các tuyển thủ Tây Ban Nha có ý chế giễu điệu nhảy truyền thống của New Zealand. Các tuyển thủ New Zealand thực hiện điệu Haka với ánh mắt giận dữ. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã được truyền thông New Zealand liên hệ nhưng chưa có phản ứng. Trong khi đó, FIFA khẳng định đây là vấn đề của đội Tây Ban Nha nên chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Đây không phải là lần đầu tiên Haka gây tranh cãi khi được sử dụng trong bóng đá. Hồi 2022, đội nữ Juventus cũng bị chỉ trích vì nhảy Haka trước các trận đấu. Bởi hầu hết các cầu thủ đều không thực hiện đúng động tác. Họ được tiền đạo Katie Rudd, tuyển thủ New Zealand khoác áo Juve trong một mùa giải, dạy lại vài buổi trước khi thực chiến. Cho đến nay trong làng bóng đá nữ, có lẽ chỉ đội tuyển nữ New Zealand thể hiện đúng thông điệp nhất của điệu nhảy này.